Ủa thơm lắm, anh uống rất là thích. Có cái cà phê tay mà làm, nó ngon. Em bán đây lâu chưa? Con mới làm thôi ạ, nhưng mà cà phê ở đây là tự trồng, tự làm, tự xong tự trồng. Rất là thơm, rất là ngon. Quán cà phê cốc cốc. Lái xe này cấp lại được nè. Đây gì xe đạp hả?